yêu cây mãi quê ta cho màu xanh hiền hòa. Ta yêu sông Lam quê ta đang xây dựng nông thôn mới, nào nâng trong tim tình yêu xuân sang một bài ca. Thưa quý vị và các bạn, xóm mới nằm ở phía đông xã Khánh Dương, có tổng diện tích đất tự nhiên là 20,53 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 12,13 ha. Xóm có 130 hộ với 424 nhân khẩu. Với quyết tâm trở thành điểm sáng trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương, ngay sau khi nhận chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khánh Dương về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận xóm mới đã tiến hành rà soát các tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trên cơ sở đó, để đánh giá thực tiễn những tiêu chí nhỏ trong 10 tiêu chí để từ đó xây dựng phương án cho phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tế tại địa phương. Căn cứ vào 10 tiêu chí của xóm nông thôn mới kiểu mẫu, ban vận động xóm nông thôn mới kiểu mẫu đã tiến hành rà soát, đánh giá thực chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xóm đã đang thực hiện. Tiêu chí nào đã đạt ở mức độ tốt tiếp tục duy trì, tiêu chí nào còn thiếu thì tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, dân biết, dân bàn, dân góp ý, góp vốn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và dân hưởng thụ. Sau khi thống nhất, dân chủ bàn bạc với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ trí tuệ, chi bộ xóm đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai sớm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này. Để tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức cho người dân, công tác thông tin tuyên truyền được xóm triển khai bằng nhiều hình thức phong phú như tổ chức học tập các điển hình về mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, các hội nghị của xã kẻ vẽ 155 m² khẩu hiệu, tranh tường tuyên truyền tại các tuyến đường trục và trong khu dân cư, tổ chức học tập các điển hình về mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Từ sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, xóm mới xã Khánh Dương đã chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng mọi thời cơ và điều kiện thuận lợi, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Kết quả, xóm đã vận động được trên 218 triệu đồng, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất thổ cư và hơn 200 ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Ủy ban chỉ đạo cho đơn vị xóm mới để xây dựng nông thôn kiểu mẫu, thì ngay tháng 1 năm 2024 thì đối với cấp ủy chi bộ cũng như là ban mặt trận xóm tiến hành họp dân và đồng thời bầu bổ sung kiện toàn ban phát triển của đơn vị xóm. Chúng tôi đã tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân đóng góp kinh phí để tổ chức thực hiện, vận động nhân dân xây dựng được 156 mét bê tông với số tiền 126 triệu đồng, và chúng tôi đã tu sửa chỉnh trang nhà văn hóa cũng như là các thiết bị văn hóa trong nhà văn hóa, rồi xây dựng đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, xây dựng các cái bồn hoa, đường hoa, rồi vẽ tranh bích họa, cũng như là vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Thì có cái kết quả đó thì cũng có cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô cũng như là Ủy ban nhân dân xã Khánh Dương, và đặc biệt là cái sự quan tâm của con em xa quê hướng về quê hương, cho nên chúng tôi đã cho đến ngày đến tháng 8 năm 2024 thì chúng tôi đã được huyện Yên Mô là công nhận là xóm đơn vị tự nông thôn kiểu mẫu, và chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân luôn luôn chỉnh trang rồi xây dựng quê hương xóm mới văn minh giàu đẹp. Bằng nguồn vốn của xã và sự ủng hộ đóng góp của bà con nhân dân trong xóm và người con xa quê hương, đường trục xã qua xóm từng bước được đầu tư nâng cấp, có hệ thống điện chiếu sáng đường trục xóm, đường cây xanh, bồn hoa, chỉnh trang tường rào tại cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nhân dân phân loại xử lý rác thải tại nhà.
từ huy động nguồn lực, xóm mới còn xây dựng nhà văn hóa, đầy đủ công trình phụ trợ và các trang thiết bị như cổng, cây xanh, tường bao bảo vệ, lán để xe, tủ sách, tượng Bác Hồ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu. Đảm bảo đủ các điều kiện, hội họp và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của xóm. Có 13 bộ bàn ghế, 70 chiếc ghế đủ phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Có trên 200 đầu sách pháp luật và các loại sách khác. Ngoài ra, xóm còn quy hoạch xây dựng khu thể thao có sân bóng chuyền, bóng đá mini, cầu lông, cờ tướng, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, thể dục thể thao của nhân dân. Hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hiện thôn có một câu lạc bộ dưỡng sinh hoạt động thường xuyên. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các sự kiện trong xóm và các ngày lễ hội, ngày Tết, ngày đại đoàn kết toàn dân, ngày 1 tháng 6, ngày Tết thiếu nhi được tổ chức vui tươi phấn khởi. Trong năm qua, nhân dân trong xóm đã tập trung xây dựng chỉnh trang nhà ở kiên cố theo yêu cầu tiêu chí thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Với 5 công trình nhà ở và 4 công trình phụ trợ thuận tiện cho sinh hoạt, hợp vệ sinh, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng, nâng cấp cải tạo 300 mét hàng rào, trồng cây xanh, tạo khuôn viên sạch đẹp, tổ chức thành lập và ra mắt câu lạc bộ nhà sạch vườn đẹp do Hội Phụ nữ xã phát động. Cụ thể về nhà ở dân cư, trên địa bàn xóm mới có 130 hộ có nhà ở, trong đó 118 trên 118 nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, đạt tỷ lệ 100%. Có 118 trên 118 nóc nhà có công trình vệ sinh khép kín, hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 100%. 114 trên 118 nhà ở có hàng rào đảm bảo yêu cầu, đạt tỷ lệ 96,6%. Trên địa bàn xóm mới có 117 trên 130 hộ gia đình đạt nhà sạch, đường đẹp, đã được lắp biển công nhận, đạt tỷ lệ 90%. Đồng thời tiến hành trồng hơn 60 cây cau, xây dựng đường hoa, bồn cây trục đường xã, đoạn từ nhà máy may đến nhà ông Vĩ và các rong ngõ có lề đường rộng, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Vận động nhân dân đặt chậu hoa ven các tuyến đường trục thôn, rong ngõ, xây dựng rãnh tiêu thoát nước dọc theo các tuyến đường, không để ứ đọng nước khi có mưa lớn, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong năm 2024, xóm mới đã tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang đường giao thông trục thôn, ngõ xóm và đã làm được 175 mét các đường giao thông ngõ xóm. Đến nay, không có đoạn đường nào có mặt đường bị ngập, ứ đọng nước. Lòng đường vỉa hè không bị lấn chiếm, không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Trên địa bàn xóm có 1,53 km đường giao thông đạt chuẩn 100%. Trong đó 0,85 km đường trục xã, 0,68 km đường ngõ xóm. Làm mới 157 mét khối bê tông đường ngõ xóm. Có 0,85 km đường trục xã và đã tổ chức trồng hoa 20 đường, đặt hơn 20 chậu hoa giấy và trồng hơn 60 cây cau dọc theo tuyến đường. Thường xuyên cắt tỉa gọn gàng, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp với tổng kinh phí do nhân dân đóng góp thực hiện là 20,9 triệu đồng. Nâng cấp sửa chữa hệ thống điện đảm bảo tiêu chuẩn ngành điện. Vận động hướng dẫn nhân dân sử dụng điện an toàn, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường tại thôn và khu dân cư. Hàng năm người dân được tuyên truyền phổ biến kiến thức về sử dụng tiết kiệm điện, an toàn điện và phòng tránh tai nạn điện bằng nhiều hình thức như thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử, v.v. Hệ thống điện trên địa bàn thôn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện. 119 trên 119 nóc nhà với 130 hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện và có một số hộ sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm phát triển với kết quả năm sau cao hơn năm trước. Trẻ em đi học mẫu giáo đạt 100%, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và hoàn thành chương trình tiểu học, tiếp tục học trung học cơ sở đạt 100%, không có học sinh bỏ học, xếp loại học lực yếu, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Trên địa bàn xóm hiện nay có một trạm biến áp phục vụ tốt nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất. Xóm cũng xây dựng quy ước nếp sống văn hóa, duy trì tốt việc tổ chức đám hiếu hỉ theo nếp sống văn minh.
xây dựng gia đình có cuộc sống ấm no, mạnh khỏe, bình đẳng, tiến bộ, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Những năm qua, xóm không có khiếu kiện, tố cáo hoặc lôi kéo tụ tập khiếu kiện đông người. Hàng năm có 90% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Xóm mới trong 2 năm liền được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện đúng quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội. Ngoài xây dựng cơ sở hạ tầng, xóm mới còn đặc biệt coi trọng tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xóm đã tập trung quy hoạch vùng sản xuất nhằm nâng cao thu nhập đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xóm mới đạt trên 70,42 triệu đồng một năm. Xóm cũng không còn hộ nghèo trong độ tuổi lao động, không còn nhà tạm, nhà rột nát. 95% số hộ đăng ký xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường. Người dân thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp. Các khu vực công cộng của xóm không có túi ni lông vứt bừa bãi do ý thức người dân về phòng chống rác thải nhựa đã được nâng lên. Xây dựng nông thôn mới là mục tiêu phấn đấu của toàn xã hội. Đến nay, xóm đã được công nhận đủ chỉ tiêu đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi rất phấn khởi vì đây là công sức đóng góp của mọi người, mọi nhà, mọi cán bộ, đảng viên và cả con em quê hương đã chung sức xây dựng đường xá sạch đẹp, cuộc sống được thay đổi cả về vật chất và tinh thần. Đúng là một cuộc sống đáng sống. Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới nên đời sống của người dân xóm mới đã nâng lên rất nhiều so với trước đây. Phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự là đòn bẩy góp phần xây dựng xóm, xã ngày càng phát triển, văn minh, ý thức người dân cũng được nâng lên. Trong quá trình triển khai thực hiện xóm mới rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là được sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, chi bộ bám sát nhiệm vụ thực tế của địa phương từng thời điểm để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hợp lòng dân. Công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ mục đích yêu cầu, xác định được nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân được trực tiếp tham gia, bàn, giám sát, trực tiếp tham gia thực hiện để tạo ra sự đồng thuận và tin tưởng của người dân. Từ đó mới tạo ra sức mạnh cùng chung tay để xây dựng các tiêu chí nêu trên. Có thể nói trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xóm mới, luôn có sự quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện của tỉnh, của huyện, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu của chi bộ đảng, sự đoàn kết bám sát vào mục tiêu, tiêu chí để lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Đến nay, kết quả xóm mới đã đạt 10 trên 10 tiêu chí xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Nông thôn mới thực sự có sự thay đổi toàn diện và thay đổi rõ nét. Nhận thức của người dân trong thôn được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Xóm đã cơ bản xây dựng được các cơ sở hạ tầng, đó là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nói chung và xóm mới nói riêng. Đời sống của nhân dân được cải thiện, nông nghiệp phát triển khá toàn diện, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đi lên trên con đường đổi mới, trên con đường đổi mới.
làm giàu cho đất nước, cùng làm cho người nông dân yêu.